Vâng, chào cả nhà. Trên bàn của mình đây đều là chiếc ThinkPad P16 Gen 2 có giá là hơn 100 củ rồi đấy anh em ạ. Ở đây thì đang lông mắc option của chiếc máy, đó là ổ cứng này, RAM lên 128GB. Các bạn thấy đây là ổ cứng Samsung này, 990 Pro. Cái này có tốc độ đọc lên hơn 7GB và hai cái này là 2T. Các bạn lưu ý thì muốn tháo để lấn hết RAM này, các bạn phải tháo cái khe trên thì chúng ta mới lấn được 4 que RAM 32GB thì nó sẽ là 128GB. Cái ổ cứng nếu cũng phải tháo thì chúng ta mới lắp được ở đây. Tí mình sẽ bật cho các bạn xem cấu hình của chiếc máy này nhá. P16 Gen 2 là dòng Mobi Goodison chuyên dụng dành cho kỹ sư đồ họa. Chính vì thế giá bán cả 100 củ thì không phải ai cũng đủ điều kiện để sở hữu. Nó chuyên dùng cho những cái công việc lặng lề nhất của đồ họa, ví dụ như là đồ họa mô phỏng, đồ họa chi tiết. Hai con ổ này bao ghi đấy? Thay ra có thể em thay bằng một ổ 4T và một ổ 2T. Một ổ 4T thì là giá 9 triệu, một ổ này 2T là 4 triệu. Đây là hai slot cắm RAM này các bạn này. Có nghĩa là hai trên mặt phím và hai ở bên dưới thì mà bốn khe thì sẽ cắm được 128. Còn đây thêm một khe cắm ổ cứng nữa này. Ở trong máy hiện bây giờ là một ổ cứng 4T, nó sẽ có giá khoảng gần chục củ tại thị trường, và một ổ cứng 2T đang lắp trong máy nhá. Còn đây là cái ốc bàn phím này. Bây giờ thì mình sẽ lắp vào, mình sẽ test cấu hình. Đây các bạn thấy là thiết kế của máy này. Bây giờ thì nó thiết kế theo ngôn ngữ nó hiện đại hơn và không kiểu dạng như là cổ điển như ngày xưa. Và trọng lượng tổng thể của chiếc máy đó là xấp xỉ 3kg. Toàn bộ vỏ máy bằng hợp kim nhôm các bạn nhé. Logo ThinkPad này, tản nhiệt đưa hết đằng sau này, bản lề. Tiêu chuẩn độ bền chiếc máy là tiêu chuẩn độ bền quân đội STD80G. Đây cổng sạc của máy này. Đằng sau thì các bạn thấy là hai cổng thu hót 4 này, băng thông ra bên ngoài lên đến 40kg/giây. Đây vẫn là cái cổng nhanh bây giờ, nhanh nhất bây giờ, chưa có công nghệ mạnh hơn. Và đây là cổng HDMI. Nếu mà nhìn ở đây thì các bạn sẽ thấy ba cổng này đều có thể kết nối ra màn hình bên ngoài để các bạn có thể sử dụng nhiều màn hình hơn. Và thêm một cái cổng nữa ở đây này, bốn cổng này. Ở bên này là cổng USB các bạn nhé. Cổng phone, cổng mic, còn đây là khe cắm SIM. Những cái này là mình phải order từ hãng thì mới có, còn nếu không order thì nó sẽ kín như này. Có nghĩa là chiếc máy này nếu mà cắm WAM vào thì cũng không có khe cắm 4G nhá. Ở bên này là đầu đọc thẻ này các bạn này. Cổng USB này. Còn mặt trước của máy này. Đây các bạn có thể nhìn này. Bây giờ anh em mình sẽ cài win này. Phím các bạn nhìn thấy thích không? Âm thanh của chiếc máy là Dubai Atmos nhá. Loa nó sẽ bố trí hết ở bên trên như này. Phím chuột này các bạn thấy là hai phím bấm dưới trái phải và ba phím bấm bên trên. Chuột này đã được làm lại rồi và con checkboy ở giữa thì vẫn còn này. Led phím màu trắng nhá. 13980 HX này. Các bạn sẽ thấy là số nhân số luồng nó cực khủng luôn. RAM là 64GB. Ở đây tí thì mình sẽ cắm đến 128 nhá. Ở đây máy đang cài driver các bạn ạ. Đây màn 4K này. Độ sáng lên đến 800 nit và tỷ lệ bao phủ màu là 100% RGB và 100% DCP3 các bạn nhé. Bây giờ đang cài qua phần mềm này một lúc nữa thì nó sẽ nhận Vega. Đây là bản Vega là A4000 IDA các bạn nhé. Thì là cái dung lượng gốc của nó sẽ là 12GB A4000 IDA. ThinkPad P16 là một trong những chiếc Mobi Goodison dành cho các bạn mà làm các công việc chuyên nghiệp. Nói chung ưu điểm của những dòng máy này là cực kỳ bền bỉ với đầy đủ hết các cổng kết nối, với chất lượng màn hình tốt, khả năng nâng cấp tốt và khả năng chịu tải cao. Duy nhất là trọng lượng sẽ hơi nặng một chút các bạn ạ. Và những chiếc máy này chuyên dụng mà dành cho những người làm việc chuyên nghiệp bởi mức giá bán của nó cực kỳ cao tại thị trường. Nếu như các bạn chơi thì các bạn mua cũng được và có tiền mua cũng được. Nhưng đại đa số với những người dùng các công việc như là chơi game hay làm văn phòng thì họ sẽ không sở hữu những chiếc máy như này. Và chất lượng phím trên dòng máy này dùng cực thích. Và ở đây chúng ta sẽ có công nghệ bảo mật bao gồm camera nhận diện khuôn mặt IR này, bảo mật vân tay và thêm một lớp bảo mật BIOS và thêm một lớp bảo mật Windows. Thì chiếc máy chạm này vẫn đầy đủ hết tất cả những cái công nghệ bảo mật nhất. Vâng, thưa các bạn, là chương trình chân tay và trải nghiệm chiếc ThinkPad P16 Gen 2 của mình xin đến đây là khép lại các bạn ạ. Có những dòng sản phẩm mới mình mang đây tư vấn và mổ xẻ cho mọi người như này nhá. Hy vọng là mọi người đồng hành và ủng hộ kênh nguyện của TLE bằng cách đăng ký kênh nhé. Nhớ là bấm bên chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật các siêu phẩm mới nhất tại shop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.